Công nhân gác chắn cứu người đàn ông đang lao vào đoàn tàu. Theo camera giám sát ghi lại, khi phát hiện người đàn ông lao vào đoàn tàu đang chạy với tốc độ 80 km/h, chỉ trong tích tắc, nam công nhân gác chắn đường sắt đã cứu người này đưa vào khu vực an toàn. Trước đó, vào khoảng 23 giờ 40 phút ngày 7 tháng 4, tàu hàng HH8 chạy tuyến Bắc Nam lưu thông qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Khi tàu đến ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, chắn đường ngang cũng đã được nhân viên gác chắn đóng lại để tàu đi qua. Lúc này một người đàn ông bất ngờ nhảy qua hàng rào rồi lao vào đoàn tàu đang chạy. Trong tích tắc, nam công nhân chạy ra nắm lấy tay và kéo người đàn ông tránh xa đường dây. Nhiều người dân tại hiện trường cũng chạy tới hỗ trợ nam công nhân đường sắt trong việc ngăn cản và cứu hộ người đàn ông này. May mắn không có thương vong đáng tiếc nào xảy ra. Hành trình cứu người của nam công nhân chỉ trong vòng 4 giây. Ngủ say, người phụ nữ bị trộm vào cửa hàng lấy trộm điện thoại. Nhân lúc chủ cửa hàng đang ngủ say, nam thanh niên đi thẳng vào trong, lấy trộm đi chiếc điện thoại đang đặt trên người rồi nhanh chóng tẩu thoát. Theo camera, sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 14 tháng 4 tại một tiệm làm tóc. Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một nam thanh niên mặc áo chống nắng bịt kín màu đen, đội mũ bảo hiểm đi vào một cửa hàng làm tóc và chăm sóc da. Thấy chủ cửa hàng đang ngủ say, hắn đi vào trong cửa hàng lục lọi đồ đạc, sau đó hắn lập tức tiến lại gần, nhanh tay lấy trộm đi chiếc điện thoại đang đặt trên người chủ tiệm rồi tẩu thoát. Toàn bộ sự việc diễn ra trong vòng chưa đầy 10 giây và được camera giám sát tại cửa hàng ghi lại. Bị rắn tấn công, người đàn ông tung cước đá bay ra xa. Theo clip, vào ngày 16 tháng 3 trong rừng ở Nakhon Si miền Nam Thái Lan, xuất hiện một con rắn nhỏ đang bị rắn hổ mang ăn thịt. Ngay khi phát hiện, một người đàn ông dũng cảm đã tiếp cận để giải cứu. Khi biết người đàn ông đang cố ý phá bữa ăn của mình, con rắn hổ mang sau đó nâng cao đầu hung hăng lao về phía người đàn ông. Thấy con rắn hổ mang chúa đang hung hăng lao về phía mình, người đàn ông lùi vài bước sau đó chốt lại bằng cách tung cước đá bay con vật ra xa. Cú đá khiến con hổ mang đau đớn và trườn đi vào rừng. Các nhà nghiên cứu cho biết 7.000 người được điều trị rắn cắn mỗi năm ở Thái Lan, có 30 người đã chết, trong đó rắn hổ mang là loài giết người nhiều nhất.